Rồi em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em về được hai cặp loa dòng đờ nông M7 nhé. Như con hai cặp này là hàng đấu giá về đẹp xuất sắc luôn. Thì bữa trước em cũng có hàng bãi bán nhiều nhưng mà rất nhiều bác hỏi. Hôm nay về hai cặp loa đấu giá. Đó, đây một cặp, hai cặp này đẹp như mới các bác nhá. Đẹp như mới luôn. Cặp loa này rất nhiều bác thích đây. Bản chất của nó cũng làm kiểu giống mấy dòng tích, dòng Tannoy. Dưới này là có một bát xúc bát nhá. Trên này là có một bát thiên về mic và một cái siêu một cái đồng trục, chép đồng trục đây nhá. Đó. Đẹp xuất sắc luôn, đẹp như mới các bác nhá. Đây. 80W một thùng. 6 ôm. Con này là mã số con này là 5011. Đẹp keng luôn, lưới nhá. Bốn cái lưới đều đẹp hết. Tóm lại nó đẹp như mới ấy. Hàng đấu giá nhá. Chưa bao giờ bán cái hàng đấu giá cả, trước toàn bán hàng bãi thôi. Xuất sắc luôn nha. Đây là vết hơi dơ dơ tí thôi. Về em khui đang bán luôn. Lưới đủ luôn không nha. Rồi sang cặp số 2, cặp thứ 2 này. Đó, rất đẹp. Hai cặp giống nhau. Con này thì mã số là 424234. Đẹp xuất sắc, đẹp như mới luôn. Đang ghép với con âm ly 390. Này nghe nhạc tí tách, nhạc ấy thì bao hay luôn, nhạc có tiết tấu nhanh ấy. Lưới thì ghép vào là như vậy nhé. Đẹp xuất sắc. Đây là một trong những cặp loa rất hay của hãng Đờn Nông, chép đồng trục các bác này. Tiếng rất hay. Bác nào về ghép âm ly để phòng hoặc là nghe trong căn phòng khoảng 30m ở về là thoải mái các bác nhé. Còn đây là con âm ly Đờn Nông 390. Con này là hàng bãi Sinh Nguyên. Đồng 390 thì luôn luôn là vậy, lúc nào nội thất lúc nào đẹp như mới. Con 390 trơn này, chính con 390 trơn này nó còn hay hơn con 390 25 mã các bác nhé. Tăng khô xuyến luôn. Ghép chuẩn với con đồ này luôn. Rẻ. Rồi con âm ly này chạy tốt này, 390 trơn. Em đang bán giá 1,7 triệu nhá. Con này thì ghép box xe bao hay luôn. Chạy 4 số than. Rất đẹp như mới luôn. Tất cả những lưới này các bác nhìn này. Đây là hàng cặp loa, hai cặp loa này là hàng đấu giá nhá. Rồi loa giá loa là 2,5 triệu cho một cặp các bác nhá. Trước cái hàng bãi thường em bán 2,2 triệu, 2,3 triệu. Nhưng mà đây là hàng đấu giá nhá, đẹp. Đẹp lưới nhất. Xuất sắc luôn, 2,5 triệu một cặp. Và em cũng chỉ có hai cặp đấu giá thôi. Bác nào có nhu cầu thì nhanh tay alo cho em. Số điện thoại của em là 0985543279 nhá. Đồng thời cũng là Zalo nhá. Cái giá này là em không bớt nhá, bởi vì chỉ có hai cặp loa hàng đấu giá thôi, chứ không bớt nhá.
Rồi bác nào có nhu cầu alo cho em, bên em có cọc sẽ đi hàng, cọc bên mua phải chịu ship, chuyển khoản hết, bao ship toàn quốc các bác nhé. Hai cặp thì có, hai cặp nó giống nhau đây, bác nào muốn đi mua cặp nặng được, hai cặp này giống nhau. Âm ly 1,7 triệu. Rồi bác nào có nhu cầu alo cho em nhé, cảm ơn tất cả các bác đã xem video. Đời nông M7 công suất 160W cặp. Rồi chào tất cả các bác.